Theo kết quả khảo sát về mua sắm sử dụng các dịch vụ ngân hàng và giao dịch trực tuyến bằng thiết bị di động do hãng nghiên cứu thị trường Nielsen thực hiện, thì có đến 46% người Việt Nam mua một sản phẩm hoặc dịch vụ bằng thiết bị di động trong 6 tháng qua. Đại diện Nielsen Việt Nam nhận định, cái giao dịch thương mại điện tử trên thiết bị di động có ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ hệ sinh thái bán lẻ. Các thiết bị di động không chỉ mang đến những khách hàng mới cho các doanh nghiệp mà còn cho phép người tiêu dùng điều chỉnh những trải nghiệm của chính bản thân mình vì các sản phẩm và dịch vụ có thể sẽ được điều chỉnh để thích hợp hơn với hành vi, nhu cầu và sở thích của mỗi người tiêu dùng. Khảo sát này còn cho thấy có đến 35% người sử dụng di động để đặt vé xem phim, vé máy bay, phòng khách sạn, 33% sử dụng để thanh toán hóa đơn trực tuyến. Riêng đối với lĩnh vực ngân hàng, báo cáo cũng chỉ ra rằng trong số 3 rào cản sự phát triển của ngành ngân hàng trực tuyến, tính an toàn là mối quan tâm hàng đầu của 53% người tiêu dùng. Sự ưa thích các ngân hàng vật lý chiếm tỷ lệ 31%, và yếu tố cuối cùng là nhu cầu của người tiêu dùng về dịch vụ này nhưng hiện chưa có chiếm tới 28%